bỏ trốn 22 năm sau khi đã cùng đồng phạm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, bị công an phát lệnh truy nã. Hoàng Quốc Phong, 47 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Chư Bá, tỉnh Gia Lai đã bị công an xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước bắt giữ và bàn giao cho công an huyện Chư Bá, tỉnh Gia Lai. Trong năm 2001, Hoàng Quốc Phong cùng với hai đối tượng khác đã hai lần vào dãy của một nhà dân ở xã Hòa Phú, huyện Chư Bá trộm cắp 6 bao cà phê và một dàn máy bơm nước. Sau khi bị bắt giữ, Phong đã bỏ trốn khỏi địa phương hành nghề thợ xây tại tỉnh Bình Phước. Vào tối ngày 30 tháng 10, trên đường đi làm về, Phong đã bị công an xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng phối hợp với công an huyện Chư Bá, tỉnh Gia Lai mật phục và bắt giữ.